với mục đích kích cầu phục hồi ngành du lịch trong trạng thái bình thường mới, hành trình farm trip caravan và trekking, sắc màu hoa sở Đông Bắc mùa xuân về. Chương trình khảo sát các tuyến điểm du lịch tại Bình Liêu, Quảng Ninh được Câu lạc bộ Lữ hành Hà Nội UNESCO tổ chức từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021 với sự tham gia của hơn 30 công ty du lịch lữ hành trong cả nước. Chương trình theo mô hình caravan là các xe đi độc lập theo nhóm nhỏ để thích ứng an toàn du lịch trong trạng thái bình thường mới. Hành trình đoàn khảo sát đến với mảnh đất Bình Liêu, nơi cách thành phố Hạ Long hơn 100 km về phía Đông Bắc. Bình Liêu mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ với phong cảnh núi rừng trùng điệp. Tháng 12 về, dẻo đất vùng cao gọi mùa đông bằng cái tên mùa hoa sở. Hoa sở nở trắng đồi, men theo các con đường vào khắp thôn bản và trở thành nét đặc trưng khó thể trộn lẫn của Bình Liêu. Với hành trình caravan và trekking, chúng tôi cũng mong muốn đưa đến trước hết là và công tác quảng bá truyền thông điểm đến đối với địa phương cũng như là tỉnh Quảng Ninh về một cái điểm đến an toàn, và với tiêu chí là cái hình thức caravan đó là hình thức là đi xe tự lái và nhóm nhỏ, và chúng tôi sẽ tạo ra được những cái động lực cũng như là một cái công tác về truyền thông điểm đến đối với cả các du khách trong nước. Và những cái mục tiêu lớn hơn nữa của Câu lạc bộ Lữ hành Hà Nội cũng như là tỉnh Quảng Ninh và huyện Bình Liêu trong cái chương trình caravan và trekking sắc màu hoa sở Đông Bắc mùa xuân về 2021 từ ngày 10 cho đến 12 tháng 12 năm 2021. Và hiện tại đây tôi đang đứng giữa một cái không gian tràn ngập xung quanh là núi rừng và đặc biệt là bạt ngàn những cái cây hoa sở nở rộ đang một cái xuất sắc rất là đẹp. Và tôi nghĩ rằng chính những cái cánh hoa sở và những cái bông hoa sở nở trắng giữa núi rừng thể hiện lên một cái sức ý chí bền vững mạnh mẽ của tất cả những anh em làm lữ hành của trong đoàn farm caravan và trekking hôm nay, cũng như là tất cả chúng ta trong một cái hệ thống của anh em lữ hành trong toàn quốc đều mong muốn một cái điều mới mẻ hơn, gọi là mạnh mẽ hơn trong một năm 2022, mở ra một cái gọi là điểm đến mới và hành trình mới. Và chúng tôi tin tưởng rằng là sau chuyến đi này thì điểm đến Bình Liêu cũng như là cái thương hiệu hoa sở sẽ là một cái điểm đến không thể bỏ qua khi nhắc tới và đến với cả tỉnh Quảng Ninh ngoài biển, và chúng ta có núi rừng và đặc biệt là những cái hoa sở nở trắng rừng. Thì đây là một cái chương trình mà đưa khách đến những cái vùng để tìm hiểu được cái sự hùng vĩ của vùng Đông Bắc của Tổ quốc, cũng như là chúng ta có những cảnh rất là hùng vĩ và con người chúng ta cũng rất là hùng vĩ, đã làm những cái cung đường để đến được cái vùng biên mà đã phát triển kinh tế. Tiếp tục cuộc hành trình caravan, đoàn đến với Sống Lưng Khủng Long. Đây là tên mà dân du lịch đặt cho con đường lên cột mốc 1305. Đây là cột mốc ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển, trên đỉnh núi Bắc Cương, nhờ sự độc đáo của những con đường mòn trên đỉnh núi, nối các điểm mốc với nhau, tạo thành gạch nối như sống lưng của con khủng long thời tiền sử. Đây cũng được mệnh danh là một trong những cung đường khó chinh phục nhất miền Bắc. Cung đường Sống Lưng Khủng Long Bình Liêu không quá lắt léo nhưng có độ dài, độ dốc cũng như độ cao. Hai bên đường là những ngọn đồi núi chập trùng với một màu xanh bạt ngàn của cây cối, tạo cho nơi đây vẻ đẹp vừa nên thơ vừa hùng vĩ. Chúng ta đang đứng ở đây, nó là cái độ cao trên 1.300 m. Nó là cái nơi mà phải nói là phong cảnh phải nói rất là hùng vĩ ở phía vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Và sở dĩ chúng ta đến đây là với chúng tôi là những cái doanh nghiệp du lịch, chúng ta cũng đang tìm đến một môi trường để nó định hình ra một cái phương án và một cái định hướng mới mà chúng ta đang nói là cái gọi là bình thường mới. Đó là cái khu đi mang tính chất định hướng cho khách là du lịch của những nơi sinh thái, mà tất cả những như thế này nó đảm bảo sự an toàn khi mà dịch dã của chúng ta trên toàn thế giới nó cũng đang vấn đề phức tạp. Vậy chúng tôi là những người doanh nghiệp về du lịch, chúng tôi đang đi tìm những cái nơi mà an toàn nhất cho du khách, đó là những cái nơi mà du lịch sinh thái an toàn. Nhất là chúng ta đang đứng trên cả một bầu trời thiên nhiên hùng vĩ này, thì nơi đây là một cái nơi khoảng cách rất là thiên nhiên ưu đãi, không khí ưu đãi, địa hình rất là đẹp để tạo cho một cái sản phẩm mới cho ngành du lịch của chúng ta, đó là những cái địa hình để leo núi và mang tính chất là mang để thăm những phong cảnh quê hương đất nước của chúng ta hùng vĩ như này mà chúng ta từ xưa đến nay chúng ta đang bị bỏ quên. Thực tế ra cái chương trình này rất là tốt và rất là ý nghĩa với lại cái ngành du lịch của Quảng Ninh. Đây là cũng là một cái hình thức mà để Quảng Ninh quảng bá những các cái sản phẩm du lịch của mình, những các cái tour tuyến điểm mà chúng ta đang đứng ở đây ở cột mốc
biên giới 1305. Đây là gần như là cái nóc nhà của tỉnh Quảng Ninh, và đây là cái mà chúng tôi muốn quảng bá với lại tất cả các anh em, bạn bè, các lữ hành ở bên ngoài tỉnh, là đây là cái điểm mà đáng để chúng ta làm các cái tour quảng cáo, các tour caravan, đưa nhiều hơn nữa du khách đến với lại Quảng Ninh. Đoàn Farm Trip đến thăm và trải nghiệm đường tuần tra biên giới Bình Liêu là một phần của dự án con đường dài nhất Việt Nam, là dự án do Bộ Quốc phòng đang triển khai xây dựng từ Móng Cái, Quảng Ninh đến Hà Tiên, Kiên Giang với tổng chiều dài trên 10.000 km. Cung đường này đi trên núi non trùng điệp với độ cao cung đường trên 700m so với mực nước biển. Hệ thống núi này là một phần của dãy Thập Vạn Đại Sơn trải dài trên 70 km từ Trung Quốc đến nơi phân định biên giới Trung Việt ngày nay. Tại đây, đa phần du khách sẽ cảm nhận được sự linh thiêng và hùng vĩ nơi biên cương này. Ngày thứ hai trong hành trình caravan trekking, sắc màu hoa sở, Đông Bắc mùa xuân về, đoàn chinh phục điểm Cao Xiêm 1429m. Đỉnh núi Cao Xiêm được mệnh danh là Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ, nóc nhà của Quảng Ninh. Dải núi Nam Châu Lãnh, Cao Ly, Cao Xiêm là dải núi lớn nhất ở miền đông Quảng Ninh, có nhiều đỉnh núi có độ cao trên 1.200m so với mực nước biển. Đỉnh Cao Xiêm có view rất đẹp và khí hậu trong lành mát mẻ. Khi lên đỉnh núi có thể quan sát bốn phương trời, thời tiết đẹp có thể phóng tầm nhìn vượt qua những dãy núi phía Tây để thấy rõ núi non trùng điệp bên Trung Quốc. Tại đỉnh Cao Xiêm, ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương cho các thành viên tham dự trekking, công nhận thành tích vượt qua chính mình với độ cao 1429m sau hơn 3 giờ leo bộ. Đây là một cái hành trình trải nghiệm cực kỳ thú vị, và tôi thấy rằng là chúng ta có thể tìm lại được chính bản thân mình cũng như là vượt qua chính mình khi mà chúng ta đi trải nghiệm leo núi Cao Xiêm, đỉnh Cao Xiêm. Mục đích chuyến đi này của tôi thì tôi muốn trải nghiệm những cái khó khăn, cái vất vả để tôi thấy rằng là không có gì mình không thể vượt qua. Thực sự thời tiết cũng như là sự hoang sơ và cái cung đường rất là tuyệt vời, và tôi thấy rằng đây là một cái tuyến mới, một cái điểm mới để cho người Việt có thể đắm chìm với thiên nhiên và cảm nhận được sự hùng vĩ của đất nước chúng ta. Trong cái thích ứng linh hoạt an toàn trong tình hình mới thì chúng tôi tổ chức cái đoàn farm trip này nhằm mục đích đẩy lại truyền thông điểm đến với đỉnh núi Cao Xiêm, để khi mà du khách đến với Quảng Ninh sẽ có những thêm những cái điểm trải nghiệm, những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Ngoài biển ra chúng ta có núi, có rừng và có những độ cao, và có những cung đường trek nó đã phù hợp, và đặc biệt là nó rèn luyện sức khỏe để chúng ta thích ứng và chúng ta có nhiều năng lượng hơn để chiến thắng dịch bệnh. Và cái tiềm năng của cái chương trình caravan kết hợp với trekking đặc biệt đến với vùng của tỉnh Quảng Ninh, tôi nghĩ rằng là rất phù hợp. Mô hình trải nghiệm trekking, một loại hình du lịch leo núi mang tính mạo hiểm để khám phá thiên nhiên, chinh phục các đỉnh núi an toàn ở mức vừa phải, phù hợp với khả năng của các thành viên trong đoàn. Với tiềm năng sẵn có, huyện Bình Liêu đang có chủ trương mở đường lên để phát triển du lịch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đến khảo sát hệ thống lưu trú tại homestay Hoàng Sằn, nằm ở bản Đồng Thanh, xã Hoành Mô, homestay Hoàng Sằn gây ấn tượng cho du khách bởi cách bố trí đơn giản mạch lạc, nhưng luôn tạo cho du khách cảm giác rất thoải mái khi nghỉ dưỡng tại đây. Đoàn được giới thiệu các sản phẩm du lịch liên kết vùng và cùng tham gia chương trình Gala Dinner với chủ đề Đông Bắc mùa xuân về, với các tiết mục văn nghệ lửa trại mang đậm văn hóa ẩm thực và bản sắc vùng Đông Bắc Quảng Ninh. Ngày cuối kết thúc hành trình, đoàn đến với hệ thống nhà hàng siêu thị hải sản YOLO. Đoàn đã gặp gỡ trao đổi về tuyến điểm, chương trình, chất lượng dịch vụ nhằm đóng góp xây dựng du lịch Bình Liêu ngày càng tốt hơn, phát triển bền vững. Tại đây, các đơn vị lữ hành đã cùng thảo luận các nội dung, đề xuất các giải pháp về bảo đảm an toàn du lịch trong trạng thái bình thường mới, nâng cao chất lượng điểm đến, chất lượng sản phẩm dịch vụ, hoạt động, liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy du lịch Bình Liêu, đưa ra các chính sách gói sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn có chất lượng trong từng giai đoạn để kích cầu thu hút khách du lịch. Các đại biểu đã chia sẻ về tiềm năng của điểm đến để xây dựng chương trình tuyến điểm du lịch tại Bình Liêu với những mô hình du lịch mới như du lịch sinh thái, du lịch khám phá caravan, trekking. Tôi đánh giá rất cao cái ý tưởng của anh chị khi tổ chức chương trình này.
và cái quyết tâm các anh chị tổ chức việc này. Và một cái điều liên quan tỉnh Quảng Ninh thì rất là cảm ơn các anh chị, bởi vì là không có cái gì mà chúng ta có thể làm cái chiến thương mạnh mẽ bằng chính là chúng ta. Ngày 17 tháng 12 này chúng tôi sẽ cùng với 11 tỉnh thành nữa dưới sự chủ trì của Ủy ban thành phố Hà Nội sẽ tổ chức một hội nghị gọi là thiết lập luồng du lịch xanh giữa Hà Nội với các tỉnh. Chúng ta xác định du lịch hoạt động tới mũi nhọn, nhưng mà những năm gần đây, năm 20, đặc biệt 21 thì chúng ta đã xuống đến đáy rồi. Nếu bây giờ chúng ta không khởi động lại, không quyết tâm làm lại thì thực sự là một cái hoạt động nó sẽ có những cái ảnh hưởng rất lớn hoạt động doanh nghiệp. Động lại cả chuyến đi là sự liên kết, lan tỏa phát triển bền vững dựa trên các yếu tố nền tảng của địa phương, điểm đến và các danh lam thắng cảnh, xây dựng và tạo ra các chương trình tư vấn hợp lý, hài hòa, phù hợp lượng khách khác nhau, mở ra được nhiều cơ hội liên kết đầu tư và xúc tiến du lịch thương mại giữa các doanh nghiệp lữ hành với địa phương.